Mẹ mẹ thân xin chào mọi người nha. Hôm nay là Yura tiếp tục làm đẹp với mình mọi người ơi. Kem body. Kem body nha mọi người. Mình sẽ dọn cái tao mình gọn gọn sạch sẽ hết để mình bôi kem cho các bạn xem nha. Kem mình nó trắng có bớt không nha các bạn. Thì kem body tiếp tục với cái kem body siêu trắng nha mọi người. Các bạn xài một tuần thôi là sẽ bật tông lên nha. À, một cặp mình nói giá trước luôn nha các bạn, một cặp một loại dành cho ban ngày, ủ tẩy đấy, tẩy trắng ban đêm á chắc các bạn, một loại dành cho ban ngày, kem phố ban ngày nha. Thì kem body mẹ đơn thân TV nha các bạn, nhà mà các bạn có thể gọi lên YouTube kem body, kem cốt body mẹ đơn thân TV cũng có thể ra mình nha. Thì các bạn muốn mua hàng á thì các bạn hãy kết qua Zalo với mình hoặc inbox cho mình nha các bạn. Qua tin nhắn Facebook hay là Zalo gì đó có thể lấy cái kết qua Zalo với mình thì mình sẽ ship miễn phí cho các bạn nha. Để mình bôi cho các bạn xem coi cái kem này nó có bị bớt không nha các bạn. Kem này đặc điểm của nó là rất trắng và không bớt nha mọi người. Mình không có được cái gì mà làm cái gì cho khách mình có hiệu quả. Chứ được cái đó các bạn. Được cái mà làm cho khách mình cái gì hiệu quả mình mới làm cho khách mình nha. Làm những cái gì mà cho hại khách mình thì mình không thể nào làm các bạn. Mình bán kem là bán kem lâu dài nha mọi người. Bán kem lâu dài mình xức chút chút thôi mọi người. À, mình xức chút chút thôi. Không bết nha cả nhà. Không bết nha. Kem này không bết xức rất là thấm, rất là trắng trắng tự nhiên đó mọi người. Để mình xức ở trên đây cho các bạn xem nha. Các bạn có thể sức mà các bạn có loại kem ban ngày á, thì các bạn có thể ngồi trước và các bạn sức bôi bôi có thể bôi nhiều một chút xíu thì nó mau trắng hơn ha. Các bạn nào mới xài lần đầu tiên á, còn mình thì chỉ mình cứ bôi, mình bôi chút chút thôi mọi người ơi, tại vì ai cũng kêu mình trắng rồi mình bôi ít à. Thì giờ này nhiều người trắng mình xài mới có một hộp đó các bạn, thì một hộp mình xài đã hết rồi mọi người, một cặp á mình xài đã hết rồi thì ai cũng kêu mình trắng hết mọi người, cho nên á dạo này mình cũng ít có xài nữa, mình không có xài trắng rồi mình không xài nữa các bạn. Thì hôm nay lên đây mình làm cái video ngắn ngắn để mình bôi kem cho các bạn xem ha, các tay mình ha, mình bôi kem mà nó không bị rít nha các nhà. Thì các bạn nào mà muốn da mình trắng đẹp tự nhiên hãy inbox mình nha, cho học kết bạn Zalo với mình thì mình sẽ ship miễn phí nha các bạn, 200k nha các bạn, hai hộp như vậy thì là 200k nha các bạn, một hũ này là ban ngày nha các bạn. Hũ ban đêm, hũ kem tẩy body siêu trắng ban đêm. Ban đêm là hũ này nha mọi người, ban ngày là kem này nha mọi người. Thì bình thường á người ta sức nhiều, mình sử dụng sức nhiều cho các bạn coi. Coi thử nó cũng không bết nha mọi người. Không bết nha, da rất là tự nhiên luôn. Chỗ này mà chưa sức nè mọi người. Chưa sức thì nó đen đen chút. Nói chung da mình xài thì thấy nó cũng trắng mịn rồi mọi người. Cái này trước tiên á, cái bí quyết là cho các bạn nào mà da ngâm ngâm á, mà nhiều bạn kêu mình gửi kem với lại sẵn bán luôn cái tế bào chết đó mọi người, nhưng mà không, mình bán mình cũng kiếm lời thôi mọi người, nhưng mà không, mình chỉ cho các bạn một cách mẹo rất là, khi mà các bạn xài kem mình nha, các bạn hãy xài bằng chỉ đơn giản thôi các bạn, chỉ bằng sát cà phê và sữa tươi không đường đó mọi người. Bất cứ cái nhà có thể lấy sát cà phê chừng chén cái sát cà phê về sữa tươi không đường các bạn pha vô. Thì chừng một bịch sữa tươi nè với một chén sát cà phê thôi các bạn, tối các bạn tẩy tế bào, chứ cần tẩy tế bào từ đây mình nè, hai tay mình đi xuống và hai chân mình đi xuống thôi mọi người. Mình có thể tẩy đâu thì mình tẩy hết người cũng được, đa số mình chỉ tẩy tay với chân mình thôi mọi người, tự vì thân thể mình trắng rồi cho nên mình đưa ngoài đi ngoài nắng thường thường là tay với chân mình thôi á, mình chỉ làm vậy thôi, còn các bạn có thể tẩy hết body mình luôn cũng được ha. Thì mình tẩy tế bào đó rất là hiệu quả luôn, không cần phải mua ở ngoài đâu mọi người, rất là đơn giản nhất. Khi mà các bạn trước khi các bạn sức kem ha, thì mình tẩy tế bào vậy mình bôi kem nó sẽ rất là thấm luôn nha mọi người. Mình bôi ít ha mọi người ơi. Mình bôi để cho các bạn biết là nó không có bị bớt, không bị gión cục nha mọi người. Thì kem này mình thường thường nói với mình á, mình chỉ xài, bạn nào mà có cổ bị đen á có thể xài luôn cái cổ mình không có xài, mình không có xài cái cổ nha các bạn. Đó. Mình không có xài cái cổ. Nhưng mà để sức cho các bạn coi, mình sẽ chút cho các bạn coi. Cổ mình không có xài kìa các bạn ơi. Mình chỉ xài tay và chân thôi. Đây. Bôi chút nha mọi người. Không bết nha mọi người. Nhìn trắng tự nhiên lắm nha mọi người. Bạn nào mà da ngâm mà đi muốn đi dự tiệc có thể bôi kem này lên đấy, có thể là trắng nó không quá lộ liễu, cái chất kem ra nó không bị bết ra khi các bạn bị đổ mồ hôi nha. Nó không bị vón cục đó các bạn.
nhưng mà rất là siêu trắng lắm nha mọi người. Các bạn có thể tẩy tế bào chết xong các bạn xài, xuyên xài thì trong một tuần lễ đầu tiên các bạn ủ ngày và ủ đêm cho mình, thì xuyên tập cho xong một tuần các bạn nhìn cái da mình nó khác liền luôn. Nói chung là xe kem này mình xài rất là nhiều loại luôn rồi mọi người, mình không có bán kem đâu. Mình tự vì mình thấy cái xài cái này rất hiệu quả quá đi, cho nên mình đặt cái công ty đó về để làm thương hiệu cho mình luôn. Riêng thương hiệu cho mình là mình lấy số lượng nhiều quá để mình làm lời đó các bạn, chứ mình lấy ít ít thì mình bán không có lời đâu mọi người. Mình lấy số lượng nhiều để người ta chiết khấu cho mình đó, thì mình lời cái khoản đó thôi. Thì bạn nào mà có mua ở tỉnh đó, thì mình ship luôn nha, các tỉnh luôn nha các bạn, mình ship ở liên tỉnh luôn nha. Các bạn muốn làm đẹp thì hãy các bạn qua Zalo với mình hoặc là inbox ở dưới bình luận cho mình ha. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy 200k nha các bạn, bao ship miễn ship cho trong và ngoài tỉnh luôn. Nói chung là bạn nào mà muốn trắng đẹp hãy inbox cho mình nha. Bye bye.